VNW Sài Gòn hân hạnh chào đón đoàn nhà báo trong hành trình trải nghiệm đẳng cấp mới cùng Volkswagen. Trong hành trình này, VNW Sài Gòn đại lý chuẩn 4S của Volkswagen là điểm xuất phát của đoàn. Tại đây, đoàn sẽ tham quan tất cả các dòng xe Volkswagen đang được bán tại Việt Nam như T-Cross, Vertus, Tiguan, Teramon, Tourette, Teramon X và siêu phẩm MPV Veloran. Đến với xưởng dịch vụ, chúng tôi tự hào giới thiệu về khoang sửa chữa chung rộng 2.000m² với hơn 10 khoang sửa chữa và bảo dưỡng xe, được trang bị các máy móc chẩn đoán hiện đại theo tiêu chuẩn kết nối mạng Volkswagen toàn cầu. Cuối cùng là khu vực thân vỏ và các phòng sơn, sử dụng công nghệ sơn gốc nước tiên tiến, đạt tiêu chuẩn Volkswagen, mang đến cho xe một vẻ ngoài hoàn hảo. VNW Sài Gòn hân hạnh là điểm xuất phát, mang đến cho nhà báo những trải nghiệm về một showroom chuẩn 4S của Volkswagen. Hãy đến ngay VNW Sài Gòn để lái thử xe, chăm sóc xe và tận hưởng những trải nghiệm đẳng cấp nhé!